Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên Mới Mỗi Ngày để cùng nhau cập nhật những thông tin nóng hổi nhất có trong 24 giờ qua. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Nhờ thành công lớn của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thu về một lượng người hâm mộ khổng lồ. Tuy nhiên trong đó cũng có không ít thành phần fan quá khích, tác động xấu đến công việc và cuộc sống của cả hai. Còn nhớ rạng sáng ngày 24 tháng 8 năm 2019, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc náo loạn trước hình ảnh và clip cho thấy Tiêu Chiến loay hoay giữa rừng fan cuồng, hay còn gọi là fan tư sinh. Sự việc xảy ra vào khuya 23 tháng 8. Lúc diễn viên Trần Tình Lệnh quay về khách sạn nghỉ ngơi sau khi hoàn thành các cảnh quay trên phim trường Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Thế nhưng anh không thể đi vào bên trong khách sạn vì bị người hâm mộ quá khích chặn ngay từ ngoài cửa. Chẳng còn đường để di chuyển, Mỹ Nam sinh năm 91 phải chạy nhanh qua hướng khác đến thang máy để về phòng. Những khoảnh khắc khổ sở của Tiêu Chiến trước sự quan tâm thái quá từ fan cuồng khiến người hâm mộ và dư luận cực kỳ bức xúc. Đặc biệt đây cũng chính là lần đầu tiên mà anh chàng phải bỏ chạy để thoát thân. Chưa hết, cũng trong sáng 24 tháng 8, trang 163 đăng tải thêm một đoạn video Tiêu Chiến bị fan bao vây và chiếu đèn laser. Hành động này của fan cuồng càng khiến cho công chúng phẫn nộ. Đáng chú ý hơn, hôm 21 tháng 8 tại sân bay, Vương Nhất Bác cũng bị fan cuồng đeo bám và chiếu đèn laser vào người tương tự như Tiêu Chiến. Nhờ cơn sốt Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thu hút thêm một lượng fan hâm mộ đông đảo và fan cuồng thì đương nhiên bỗng dưng cũng lộ diện ngày càng nhiều hơn. Không chỉ tăng về số lượng mà những người hâm mộ quá khích này còn tăng độ liều lĩnh trong cách tiếp cận thần tượng. Trước khi theo đuổi tới khách sạn, sân bay, trường quay, vân vân, các fan quá khích này từng sử dụng thông tin cá nhân mua được trên mạng để quấy rối cặp sao Trần Tình Lệnh. Thậm chí Vương Nhất Bác phải lên trang cá nhân yêu cầu đừng gọi điện cho tôi, đừng dùng số điện thoại của tôi để đăng nhập vào ứng dụng, đừng mua số điện thoại của tôi nữa. Nam thần tượng sinh năm 97 cho hay phải đổi số điện thoại và kêu gọi chuyện này đảo lộn cuộc sống. Các bạn đừng phí tiền vào những việc này, nếu yêu quý tôi xin hãy ý thức. Về phía Tiêu Chiến, số điện thoại, địa chỉ nhà ở Bắc Kinh, thẻ căn cước và tài khoản game của anh chàng cũng bị giao bán trên mạng. Ngoài fan cuồng, anh còn đối mặt với rất nhiều rắc rối từ anti-fan. Vào năm ngoái, Tiêu Chiến đăng tải một dòng trạng thái không kèm ảnh với nội dung: xin chào các bạn, một lần nữa nghiêm túc nghe tôi nói, hy vọng tất cả mọi người đều đem việc học hành, sự nghiệp, cuộc sống đặt lên trên việc theo đuổi thần tượng. Học tập tốt, lao động chăm chỉ, cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, đồng thời tuân thủ quy tắc nghề nghiệp của mình, tôi không cần tiếp ứng. Sau đó, phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng chia sẻ lại dòng trạng thái này với nội dung hy vọng mọi người đặt công việc và cuộc sống của mình lên trên hàng đầu. Những tưởng sau thành công này thì danh tiếng và địa vị tăng cao hơn, sự nghiệp của Tiêu Chiến cũng thuận lợi hơn. Nhưng cuộc sống của Tiêu Chiến đã có một khoảng thời gian không mấy suôn sẻ và anh gặp vô vàn rắc rối trong sự nghiệp. Tất cả những chuyện này đều vì sự ảnh hưởng của sự cố AO3 mà ra. Cụm từ AO3 thì có lẽ không ai là không biết. Thời gian đó Tiêu Chiến đã khá trầm lặng, nhưng có lẽ sau này những trăn trở trong lòng vẫn không thể yên ổn. Vì vậy Tiêu Chiến lại quyết định đăng dòng trạng thái này, hy vọng mọi người có thể kiềm chế bớt sự cuồng si của mình lại, tập trung vào cuộc sống cá nhân, chăm chỉ làm việc và cống hiến cho xã hội nhiều hơn, thay vì điên cuồng theo đuổi thần tượng mù quáng. Vương Nhất Bác lại bức xúc vì sự nguy hiểm mà fan cuồng mang đến. Còn nhớ tối thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm ngoái, Nhất Bác đăng tải một dòng trạng thái đầy bất mãn liên quan đến việc đeo bám thần tượng. Cụ thể, Nhất Bác đã viết: tôi đi làm cũng khổ cực lắm rồi, chỉ muốn ngủ trên xe một lúc cũng không được sao. Staff của tôi đã đứng chắn phía trước mà các bạn còn dám lái xe tiến lên. Một thời gian dài lúc trước, người lạ gõ cửa phòng khách sạn lúc nửa đêm, đặt thiết bị theo dõi vào trong xe của tôi. Ở khắp mọi nơi đều có người theo dõi, tôi phục. Thực sự không thể hiểu được gì nữa rồi. Theo tin tức từ hậu viện hội của Vương Nhất Bác, khi Vương Nhất Bác nằm trong xe nghỉ ngơi thì nhân viên của anh đã phát hiện ra có người đeo bám nên đã đứng chặn trước cửa xe. Nhân viên này suýt nữa bị thương nặng khi chiếc xe đó cứ thế mà lao thẳng đến xe của Vương Nhất Bác. Sau đó phòng làm việc của Vương Nhất Bác cũng đã lên tiếng và thông báo sẽ để cảnh sát can thiệp vào. Đối với loại hành vi đáng báo động như thế này đã được báo cáo với cảnh sát thụ lý điều tra và xử lý theo pháp luật. Không khoan nhượng, không tha thứ cho các loại hành vi xâm phạm để an toàn và quyền riêng tư cá nhân.
Nhắc đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì hầu hết mọi người đều không hề xa lạ gì với những tin tức như Tiêu Chiến bị fan rượt đuổi, Vương Nhất Bác bị nắm quần kéo áo, Vương Nhất Bác bị đặt thiết bị theo dõi, bị gõ cửa lúc nửa đêm, vân vân. Sự riêng tư cá nhân bị xâm phạm nghiêm trọng, cuộc sống đảo lộn, đến một chút yên tĩnh cũng không có. Hãy thần tượng một người theo cách văn minh. Ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra thì có lẽ rất nhiều đồng nghiệp khác cũng hãy xin mọi người tôn trọng sự riêng tư của nghệ sĩ. Người của công chúng cũng là con người. Thần tượng là để làm gương, để đem đến những cảm hứng sống, chứ không phải là tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Hãy có ước mơ riêng và theo đuổi nó, tập trung vào cuộc sống của mình, sống tử tế và có ích cho xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Mới Mỗi Ngày. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào đến từ Mới Mỗi Ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.